được lạnh ăn đâu. Ở trong phòng khách á, mặt nó trắng toát à. Hết chồng đợi em đi với. Chồng nó nằm trong này nè. Đâu? Lâm Lãnh đâu? Lúc nãy em thấy rõ ràng nằm đây nè. Anh Hùng, mấy chuyện này không có giỡn được đâu nha. Em không có giỡn, em nói thiệt mà, nó nằm rõ ràng ở đây nè. Hùng, em ăn không được em phá cho thôi đúng không? Không phải chứ, lúc nãy rõ ràng em thấy nằm ở đây mà. Một hai kêu chạy về, có chuyện gì đâu. Chế ơi, chế có nghe cái tiếng gì không vậy? Tiếng gì là tiếng gì? Bây giờ mà anh còn giỡn được nữa hả? Em không có giỡn mà. Ủa Hùng? Hùng? Ủa nó sao vậy? Ủa sao không? Ủa sao đâu? Mà nó sao vậy? Ủa là sao? Hai người làm cái trò gì vậy? Thằng Hùng gọi điện báo tôi là cô mới chết. Trời đất ơi, cái con điên này. Ui, thằng nào tắt? Tắt con quỷ nè. Chế, lúc nãy đi nó nằm ra ở đây mà. Trời đất ơi, em tập chết. Chứ em đâu có chết đâu. Tôi đã nói rồi, bớt tập chết lại đi. Có ngày chết thiệt đó. Người ta hay nói sẽ chẳng được gì, người trên vinh quang được có bao lâu. Mùa mưa chấp cánh bằng những chiêu trò, trò chơi hao nhoáng nhiều những bon chen. Thời nào thôi quên đi hết những điều đó chỉ cần lo. Sau những gian khó vẫn còn đó để chờ ta. Đam mê cùng ta luôn vượt qua bay thật xa. Chẳng cần âm ba la. Ở đó, ở đó, hai người bay. Ở đó. Đi. Ô, anh Tài. Nè, anh Tài. Anh Tài. Mở cửa ra, mở cửa. Anh Tài. Alo. Ủa chỉ là bắt cóc thôi mà. Gọi điện thoại nhanh với anh đạo diễn. Anh Tài, cái chuyện nợ nần của em với anh á, nó là cái chuyện riêng. Tại sao bây giờ anh lại bắt gà của em vậy? Gà ra chợ mua đầy đó, tôi bắt gà của ông chi ông? Ý tôi nói gà đây là diễn viên của tôi kìa. À, con nhỏ này đó hả? Không có liên quan gì tới chuyện nợ nần của anh với chú đâu. Có người thuê anh làm. Ai thuê anh? Ai thuê anh? Nếu mà nói cho mày biết, còn gì là bắt cóc? Bây giờ nói đi, người ta trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. 200 triệu. À, giờ em có 20 thôi anh. Mấy giờ anh chơi anh ăn hai đầu lương được không anh? Em gửi anh 20, rồi anh cho em biết cái địa chỉ mình giao người được không? Anh làm rất uy tín, không có chuyện đó đâu. Rồi 40, được chưa? Coi như bây giờ nể tình tôi là con nợ lâu năm, con nợ thân thiết của anh nè. 40 triệu hả? Bây giờ nếu như không có diễn viên thì tôi không quay phim được. Mà không quay phim được, tiền đâu mà trả nợ cho anh? Để anh suy nghĩ. Vậy nha. Rồi đang bây giờ cái phân đoạn này lát nữa là em sẽ khiêng mấy cái thùng này nè, đó nó lấp lánh nằm ở đây là khiêng cái thùng rớt cho nó kiểu vậy nè. Trong kịch bản có đây nè, nè phân đoạn 8. Nhưng mà bây giờ á, vô chọn mấy cúp trước đi rồi rác ra rượu sầu sau ha. Rồi tranh thủ đi. Rồi đó, cụ xong hết chưa? Xong rồi anh ơi. Đây đây, được coi. Tụi bay bỏ gì vô vậy? Gạch đá anh, bê tông. Điên hết rồi mấy ba, tự nhiên đồ tụi người ta diễn, người ta bỏ bê tông cát đá vô chi rồi sao nó khiến? Để cho nó nẹn, diễn viên diễn mới có sức nẹn được anh. Tôi ký mày bây giờ chứ nẹn nẹn. Anh Hoàng anh nói rồi, lên phim là cái gì cũng phải chân thật, cho nên là cái sức nặng này nó cũng phải chân thật chứ. Anh Hoàng cũng nói với tao á, bên cạnh cái chân thật đều nó có cái chân giả, hiểu không? Không có cái gì là thiệt hết trơn á. Bây giờ này giả dụ như bây giờ bỏ cát đá vô đây đúng chưa? Rồi nó khiêng á, nó nặng rồi bây giờ nó chật vai hay cái gì đó rồi ai chịu trách nhiệm? Hả? Anh Hoàng có nói cái gì á?
Alo anh, em nghe. Dạ. Sao anh? Thiệt không? Bây giờ đang ở đâu vậy đấy? Đang ở đâu? Anh ở đây đi, em chạy tới liền, Mình nhìn cái gì? Rồi lo làm việc đi, rồi chuẩn bị vô cho anh em vô quay. Buông ra. Em có nhớ cái người trong hình này không, Phương Quyên? Tôi không biết. Vậy thì em còn nhớ cái hợp đồng tình yêu này không? Tôi đã nói tôi không biết. Vậy để anh kêu người bắt cái bà trong hình này về, xong anh hỏi bà coi có biết em là ai không. Nhưng mà anh sợ là bà lớn tuổi rồi, bà chịu thuốc mê không được. Muốn gì? Em rất thẳng thắn. Diễn viên Phương Linh ngày xưa cũng đẹp, cũng nổi tiếng. Và diễn viên Phương Quyên bây giờ cũng kiêu kỳ, cũng đẹp, cũng là sao hạng A. Chỉ có điều sao em khốn nạn với anh vậy em? Mày... Anh đạo diễn ơi, đi. Thiệt tình mấy đứa nhỏ này. Làm việc không làm việc. Ngủ. Ban đêm con làm gì? Hả? Mà giờ này con nằm già đó con ngủ. Nè, nằm đây ngủ vậy con, đi vô phòng. Gái lứa ai nằm đây ngủ? Nghe không? Chuyện gì vậy cô? Trời ơi, đưa nó đi bệnh viện coi. Sao vậy đưa cô? Đưa đi bệnh viện coi nó bị cái gì mà. Ủa tao mới thấy mày không có thở được mà sao giờ mày cười? Con đang tập nín thở để đóng vai xác chết mà. Bà nụ cái da mày nha. Sao con giỡn mặt với con hoài vậy hả? Giống thiệt lắm hả cô? Nè. Dạ. Vô rửa ra đóng chén đóng ly rồi kìa. Dạ. Con bé này thiệt lấy tâm lý dại dột thiệt chứ. Quá dại dột nghe không? Ủa tụi bay làm gì đứng đây? Ai kêu ra đây làm gì? Có người kêu. Ai kêu? Cô á. Chắc tao khùng với tụi bay ấy thiệt. Tao khùng luôn rồi. Trả xong rồi anh. Sao mới cúp cho anh tả tơi vậy em? Gia lao động mà anh. Lao động thì lao động chứ, công nhân chứ không phải dị nhân đâu. Chùi lại làm lại cho anh đi. Ủa anh gầy, mấy thùng xốp chút nữa em diễn ở đâu vậy? Đấy. Anh Nam. Hả? Nặng vậy rồi sao em diễn? Ủa gầy, hồi nãy anh Dũng kêu mình thay mấy cái giải lao vô rồi mà. Thì có bỏ mấy cái giải lao vô rồi mà, rõ ràng là mấy cái giải lao mà. Ủa. Trời. Bỏ cái đây, đây, xét. Tôi á? Bà tụi lâu. Thì tôi bỏ thêm đồ nặng vô đây để anh diễn cho nó chân thật. Ai mượn cô? Không có cần đạo cụ chân thật, chỉ cần diễn viên diễn chân thật là được rồi. Wow. Xong rồi đơ cũng chân thật luôn. Mọi người chống mắt lên coi tôi diễn nè. À.
đi ông ơi. Đi với tôi. Đi đâu? Đi. Đi đâu? Nhanh lên. Cô buông tôi ra. Không hiểu sao mà người anh em có thể thốt lên cái lời như vậy. Đạo cụ không cần chân thật, chỉ cần diễn viên diễn chân thật là được. Thiệt đau lòng. Bởi vậy mấy người làm thiết kế như mình á, vừa cực mà vừa bị khinh thường, nhiều khi nghĩ buồn lắm anh. Thôi làm đi. Khi em dính scandal bán dâm thì ai là người bỏ tiền ra giải quyết cho em? Rồi sau đó đập đi, em xây lại, em biến thành một người khác. Cuối cùng anh được cái gì? Anh vừa mất tiền, anh vừa mất tình. Em biết nhan sắc của em bây giờ là một tay anh, tiền của anh bỏ ra ai biết không? Anh sẽ không tung hê cho cả thế giới này biết. Diễn viên Phương Nguyên chính là diễn viên Phương Linh ngày xưa. Với một điều kiện. Bình tĩnh. Em chỉ cần cùng anh thực hiện cái hợp đồng tình yêu này. Sao mày? Tao nghe nói thằng này hình như là đại ca. Mình vô không khéo lớn quá, nó lụi cho một nhát là khỏi có đường về luôn đó. Báo công an. Không được. Báo công an sau này nó biết, nó trả thù còn man rợ hơn nữa. Tôi đi đâu nữa vậy? Dắt anh tới đây cho anh coi người thật việc thật. Nhìn dân bóc bát người ta kìa. Đó, quần áo thì lem nhem, mặt mày thì lem luốc vậy đó. Mồ hôi thì nhễ nhại luôn. Nè, chuẩn bị con người ta vác lên nè. Mỗi lần người ta vác nặng đó là cơ bắp người ta gồng lên. Rồi người thì căng hết ra vậy đó. Kìa. Đó, thấy không? Chứ không phải như ai kia. Đâu đẻ hả? Anh Hoàng nói á, không ai bê nguyên sĩ từ ngoài đời vô trong phim hết. Nói chung cô còn non và xanh lắm. Nếu mà cô thực sự đam mê, bữa nào tôi sẽ chỉ cho cô. Vậy nha. Ê. À, anh trai. Em. Khỏe không anh? Khỏe em. anh. Em hả? Dạ. Mà khỏe lắm. Ở nhà không biết làm gì hết trơn á. Dũa nó giùm em đi anh. Ai em trai cô? Đi. Vô đây, tôi đi làm. Ê, tôi có giỏ nha. Cách gì? Giỏ hả? Vô đây, có giỏ. Có giỏ hả? Làm đi. Phát cho tao cái này nè. Để anh kể giùm nha. Anh ơi, anh gì trong đó ơi? Ai đó? Em là quản lý khách sạn. Vợ của anh đang tìm tới tận đây để mà đánh ghen cho anh. Đang ở dưới quầy lễ tân xin số phòng của anh kìa. Mày không được nói như mày. Em thấy chỉ cầm trên tay một cái chai, không biết là xăng hay là axit nữa. Bây giờ phải làm sao hả anh? Mày chị quản lại, dẫn mày xuống dưới người ta đi. Không được anh ơi, anh có nghe cái tiếng giày cao gót đang bước lên dồn dập hay không? Chỉ lên tới tận nơi rồi anh ơi. Bây giờ làm sao? Em, tạm thời em trốn đây đi. Rồi anh giải quyết chuyện gia đình xong rồi mình tới tiếp. Đi. Em nợ anh lâu quá rồi, hay để em trả cho anh đi. Không được. Bây giờ mà em có trả thì anh cũng không nhận được. Sớm muộn gì em cũng phải trả cái ơn này cho anh mà. Thôi. Khỏi không được. Em xin anh mà. Còn nữa anh muốn đuổi em đi, anh làm ơn xé hợp đồng giùm em đi. Chị đừng làm gì mà chị. Chuyện gia đình chị, về nhà có từ từ. Chị về giải quyết đi chị ơi. Đừng mà chị. Em giỏi lắm. Động.
đi đi. Chị, chị đánh em anh ơi, chị đánh em anh ơi, chị đánh em. Đi. Giờ đi gì? Chị đi rồi. Em mới đuổi đi rồi. Mày là quản lý đây phải không? Dạ đúng rồi. Em là quản lý á. Hồi nãy chị tới đây thì chị làm dữ lắm. Em đuổi về rồi. Thôi, em xong việc rồi. Em đi nha. Công của chú. Cảm ơn nha, cố gắng lần sau nữa nha. Chúc mừng. Chúc mừng lần đầu kiếm ra tiền. Cô nói gì kỳ vậy? Làm diễn viên cũng là công việc vậy. Ý tôi á là lần đầu kiếm ra tiền từ công việc lao động chân tay. Là giỏi rồi. Ê. Sao tôi ăn gì nữa chứ? Sao cái gì? Pizza chẳng hạn. Trời. Tôi dắt chẹo cơ cổ mới được có 200 ngàn. Mà cô đòi anh pizza. Cô đúng là phung phí. Không biết quý trọng sức lao động của người khác vậy. Mày sao nói chuyện có lý vậy ta? Đúng là biến thái mà. Fan cuồng á thì em cũng gặp nhiều rồi. Mà chưa thấy fan cuồng nào manh động như ông ta. Còn muốn làm nhục em nữa chứ. Sau này em phải cẩn thận đó. Đi đâu đừng có đi một mình nữa. Đi thì kêu thằng Hùng đó. Thôi thôi, đừng kêu nhỏ đó. Nhỏ đi theo còn làm phiền hơn nữa. Gọi con Đăng đi. Kêu con Đăng nó theo, nó phụ cho con tay. Lỡ có chuyện gì nó hỗ trợ được. Em nghĩ coi em là diễn viên chính của phim. Bây giờ em chỉ cần mà sức mẻ một miếng thôi là coi như cái phim mình nó banh chành luôn đó. Lấp lánh. Dạ. Sao? Chị tìm được người yêu của chị rồi. Thiệt hả? Nhưng mà vậy là chị sắp đi đầu thai rồi. Chị muốn nói chuyện và ôm ảnh lần cuối trước khi mà chị đi đầu thai. Em giúp chị nha. Em giúp được chị. Em cho chị nhập vô xác nha. Đợt trước chị làm em xém chết lần rồi. Vẫn còn sợ luôn á. Bỏ. Không có sao đâu. Em yên tâm. Lần này chị Ngọc Hoàng sẽ bảo vệ long thể của em. Vậy thì được. Thiệt hả? Ừ. Thì giờ em nằm sắp xuống liền đi cho nó. Để cho chị nhập vô xác của em. Giờ luôn hả? Giờ. Không, giờ không được. Giờ chút nữa em còn phải ra em đóng vào xác chết nữa. Để em đóng xong đi vô rồi em cho chị nhập. Nhưng mà chị nghe nói là anh xin nghỉ phép sắp về quê rồi. Một là bây giờ. Hai là không bao giờ nữa. Giống như 50 năm về trước vậy đó. Chị đang gấp lắm. Rồi lấp lánh rồi em ơi, chuẩn bị vô diễn nè em ơi. Dạ. Ủa chưa quay hả anh? Chắc cho mà anh thêm lấm lem. Tay chân thì chạy xước thêm xíu. Tóc tai tả tơi thêm chút. Thiệt hả anh? Quay rồi. Tay nữa. Thôi mấy chị đừng có ép em. Để em diễn xong đi rồi vô muốn làm gì làm. Em cũng đừng có ép tụi chị nha. Không nha, em nói rồi á, chuyện gì chứ chuyện này là em sống chết với mấy chị luôn á. Mấy chị cũng sống chết với em luôn đó. Lấp lánh à, chị năn nỉ em đó. Em cũng năn nỉ mấy chị luôn á.
Ý Học, mấy chị, mấy chị đừng có tới đây nha. À, ma gà. Chọt nhau không? Thì ra là mấy chị sợ ma gà ha. Em kêu quân chính biệt thế giới ma. Ủa? Hỏng miếng mất. Thì ra chỉ là lông gà chứ không phải là ma gà. Lông gà thôi. Chị. Em là của chị. Chẳng cần âm